hải luôn nha em. Lên cho anh em tham khảo chiếc rim lùng nha em ơi. Thằng này tem này 98 anh em ha. Tem này 98. 97 nó tem nhỏ. Đẹp quá anh em ơi. Hộp sơn lên. Đặt hộp sơn zin. Sơn ở trong. Trong đẹp. Máy móc nguyên zin như nè. Lốc này cũng chi zin luôn á, chưa bắn nè. Đẹp ha. Xe này cũng của anh em đã sưu tầm á. Mua đậu không? Cái hộp còn dán keo luôn. Kỹ ghê chưa? Dán keo. Nhìn Siam. Đồ bò. Đồ bò ốc ác còn màu luôn nha anh em. Bậc số 8 à. Quay ngoài coi mấy ạ. Thấy chưa? Ốc nó cũng còn vàng vàng anh thấy không? Mấy tới giờ. Nó còn keo luôn, ghê được chứ, kỹ. Lóc bên này. Con này bị nước gì à? Lâu ngày nó nhiễu à, bị mặt trước. Mặt sau này đẹp. Sơn này zin đẹp. Đậu đi kìa. Hết bình cái chân. Máy cực kỳ luôn. Xe này anh em về đi thường vô. Nó đều ra cái nó nổ ngọt nghe phê lắm. Tại xe này đậu không? Đậu hư bình nữa anh em thấy. Đẹp quá. Liệt băng xe luôn. Chín mấy tới giờ. Mấy tem nó còn riêng hết luôn. Này, đó nó dán keo. Dán keo lọc. Cho anh em coi đuôi. Đuôi thông một nữa ha. Sơn lót, sơn nó trong vô để giữ cho nó lại, bấm điện nữa. Giống một chính hồi đó, giống sắt ra bọc nhựa. Zin chắc quá đẹp luôn anh em ơi. Có chiếc rim lùng này đi cà phê hết sảy luôn ha.
quá đẹp. Nguyên zin xài mà tới cái này còn dán keo. Bởi vì xe nó mới còn cỡ này nè ha. Nè, mấy cái này là chuyên gia luôn ha. Truyền thống chảy. Riêng nó nè. Rồi, anh em nào nghe ý thì alo nha em ơi. Xe chắc quá chắc. Nhìn tới mấy cái chống giật này còn chân. Tới cái này luôn. Không bắn luôn nha, zin nó sơn không có dặn luôn á. Quá dữ. Rồi, anh em nào quan tâm thì liên hệ với em ơi. Cảm ơn anh em đã dành thời gian coi video. Nhớ xem và đăng ký kênh ủng hộ nha em.